liệu nó có nhà không. Xe ở đây chắc chắn là ở nhà rồi, chạy đi đâu được. Vào nhà. Lão Lạc, Lão Lạc đâu? Lão Lạc, Lão Lạc, Lão Lạc đâu? Lạc. Lạc, 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 tôi cũng biết là bạn đang rất là giận tôi, nhưng mà tôi thề bạn là mấy ngày hôm nay tôi xoay như trong chóng nhưng mà không được. Tôi hứa là chiều tối đấy tôi sang tôi chặt cho bạn. Thế bạn phủ hỏi lão tại sao hai ngày nay tôi gọi điện mà lại tắt máy. Sao lại tắt máy? À thì bạn cũng hết sức thông cảm với tôi, không phải thế đâu. Tại vì cái điện thoại của tôi đấy, tôi làm rơi cái điện thoại vỡ nát hết cả mặt này. Gọi nó cứ chập trờn, nghe lúc được cũng không. Đừng có bảo bao biện. Đừng có bảo biện. Máy mới chả móc, lường khá lường khẩn. Vứt mẹ nó đi. Vứt mẹ nó đi. Tôi hỏi ông có muốn chết không thì bảo. Muốn chết thì bảo. Hay cái bọn này tao không cần chúng mày eco nữa. Bây giờ tôi hỏi lão, cả gốc cả lãi là hơn 1 tỷ rồi đấy. Bao giờ thì lão trả tôi tiền lãi? Thôi, bạn ơi, bản phủ ơi, bản phủ nói khẽ khẽ thôi. Không thì con gái tôi nó nghe thấy, nó tủi thân, khổ nó ra. Lão nợ tiền tôi, đến kỳ trả lãi lão không trả. Đám con nhang của tôi nó gọi điện thì lão tắt máy. Giờ tôi hỏi lão ngắn, nhanh và gọn, khi nào thì lão trả tôi tiền lãi? Thì thôi bây giờ, bản phủ đã nói thế rồi, thì tôi cũng có ý kiến thế này. Thôi thì bản phủ cho tôi vay thêm 5 triệu nữa để tôi mua nguyên vật liệu. Đúng 6 giờ 30 tối này là cái thằng chủ nhà nó thanh toán cái tiền công thợ cho tôi nhá, tôi trả hết cả cành đến ngọn. Thế tôi còn đi gốc thì bản phủ để cho tôi lấy chỗ đi lại nhé. Thôi được rồi, bản phủ cho ông một cơ hội cuối cùng, nhưng mà nói thì phải giữ lấy lời nhá. Nếu không đừng có trách là bản phủ đây thú tính nhá. Ôi trời, thế thì quý hóa quá. Thằng Kinh Trắng, dạ. Mày sao kê cho lão thêm 5 triệu nữa cho tao. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. 5 triệu đấy nhá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Có ba. 5 triệu chứ, ba đâu mà ba. Ô, ba triệu mà. Điên à? Chúng tôi để tận lơi giao tiền thì chúng tôi phải cắt công 1 triệu, cắt lãi 1 triệu chứ. Này, không vay thì thôi. Người ta đi làm từ thiện còn tính công tính lãi. Chúng tôi là người đi cho vay lãi mà ông lại bảo là không lấy lãi thì còn gọi chó thì là cho vay lãi nữa hả? Tôi hiểu ý bản phủ rồi. Cho vay lãi là phải có lãi. Thề là đúng 7:30 tối hôm nay là tôi sẽ trả lãi cho bản phủ. Hứa là phải giữ lấy lời nhá. Yên tâm. Hứa là phải giữ lấy lời nhá chứ. Dạ vâng ạ. Bọn mày về thôi. Dạ. Xin mời bản phủ lại nhà. Mà này bản phủ ơi, bản phủ bằng tuổi tôi mà con tôi sắp lấy chồng rồi mà bản phủ vẫn chưa lấy vợ. Năm nay lấy vợ đi cho nó vui. Tiền nhiều để làm gì? Không phải định thôi. Bế mẹ tôi.
Bố. Con đây. Bố. Người ta đến đòi nợ ạ? Không, đòi nợ đâu mà đòi nợ. Bố có nợ nần ai đâu mà đòi nợ. Ê, con nghĩ nào mà con lại bảo là người ta đến đòi nợ? Nhưng mà sao con thấy các chú trông hung dữ thế? Đâu, con nhìn thế nào để bảo các chú hung dữ? Đây trông thế thôi chứ các chú vui tình lắm. Các chú là ở bên cái đoàn từ thiện. Đấy, các chú đang đến đây để kêu gọi bố là làm từ thiện với các chú ấy. Đấy, mà bố từ xưa là bố toàn làm từ thiện cho các chú ấy đấy. Các chú vui lắm. Đấy, đến để phát là văn nghệ ngay. Đấy, con thấy không? Các chú gọi bố này. Lạc ơi! Lạc, có một dàn đồng thanh bà chú nữa này. Lạc ơi! Sao chú kia chú gọi? Lạc! Thế là dàn đồng ca này. Lạc. Đấy, thấy không? Các chú vui không? À, thế mà con cứ tưởng. Mà thôi con ạ. Đây không phải việc của con, đấy việc của bố với các chú ấy thôi nhá. Việc từ thiện là việc của bố, đấy việc của con là việc bây giờ là phải chịu khó thi nhá. Năm ngoái con đã trượt đại học rồi thì năm nay rất khoát là phải đỗ đại học nhá. Năm nay con không đỗ đại học là bố cho con đi lấy chồng ấy nhá. Vâng. À bố, đây cơm con chuẩn bị cho bố đây rồi. Mà móng giò chưa nhiều lắm, bố nhớ để ra ngoài không nó thiu đấy. Ôi thế à? Thôi được rồi, cảm ơn con gái nhá. Thôi bây giờ bố đi làm đây. Vâng. Nhá. Ở nhà học bài nhá. Bố đi nhá. Ok nghi học đấy. Cái không chạy xe ôm vào đấy ở nhà học bút thế này. Bố buồn cười thật. Con bảo bố bao lần rồi hả? Con là shipper xe ôm nào? Bố anh thì xe ôm với shipper nó khác gì nhau? Cùng chở hàng với chở người nó khác ở chỗ nào? Sao lại không khác? Khác ở đâu? Shipper nhá, tiếng Tây gọi nó sang mồm. Bố cứ xe ôm nghe hôi hám. Thế anh không thích hôi hám? Từ bây giờ bố gọi anh là anh ship ôm. Thế anh ship ôm của bố hôm nay không định đi làm à? Trải chuốt này định đi lùa mái à? Làm gì? Xe thì lại cà lại cạch, đi tậm tà tậm tịt, chết máy liên tục, không bỏ là khách phạt. Hôm trước nha, còn bị khách phạt mấy lần đấy. Thế à? Vâng. Ê, nhỉ, căng nhỉ. Bố ơi. Sao? Bố cho con giật tạm 200 nhá. Giật 200 để anh làm gì? Con thay cái củ đế. Ai? Chỉ là cái thế này nhanh. Biết thế là tôi trả vào đây đó. Tự nhiên mất 200. Đang định nhờ anh là ra đóng cái bầu quất để Tết bán kiếm đồ bánh chưng. Thế mà anh đóng bộ này nhờ vả kiểu gì? Hay là thôi cởi áo ra hộ bố tí xong đi. Thôi con có hẹn rồi. Bố cứ để đấy đi, chiều về con làm cho nhá. Này, tôi nghe mẹ anh khoe là anh mới lùa được con mái xinh lắm phải không? Dạ đúng rồi bố ạ. Xinh mà ngoan lắm. Đấy, xinh ngoan nhưng mà nó hơi ngu tí thì tốt con ạ. Sao bố không thích con dâu bố khôn lại thích ngu? Anh chẳng biết gì đấy. Như mẹ anh ấy, tôi chọn mẹ anh xinh ngoan ngu này, ngu một tí nó mới dễ bảo, không như cái con Na vợ kia béo ấy, nó khôn quá suốt ngày nó cao mặt thằng kia này, cãi chồng như treo chẳng à, xong là chửi xuyên xuyên. Thôi con đi đây. Thôi đi nhanh. Đúng rồi. Bố ơi. Cái gì? Bố cho con giật thêm 50. 50 làm gì đây? Đủ sáng. Bao giờ có giá. Thế nhanh. Điện thế này. Không vào đây. Tự nhiên mất 250. Mà 250 nhảy nhá. Tôi thuê đúng người lại. Thôi con đi đây. Chút này anh việc đi nó nhanh. Ừ, được rồi, xin tiền. Ôi, nhà nghỉ năm sao hồn đến đây. Ôi giời. Ôi. Mệnh thợ kia, dừng tay, tập trung hết lại đây. Xuống nhà thưởng ông chủ ơi. Chú mày ơi, xuống xem hai ông chủ phát thưởng. Tập trung lại đây, nghe tao chửi thế này. Tao chửi xong ấy thì bọn mày hãy làm việc tiếp. Thấy chưa? Đây này. Thợ thuyền chúng mày làm ăn như củ luôn. Cầm tiền của người ta rồi vô trách nhiệm như củ. Nhìn tường ấy kìa, trong kia kìa. Chát lồi ló lõm như củ. Cột trụ của người ta mà đổ cong thế kìa. Như củ. Nói tóm lại là bọn mày làm việc như củ.
củ gì thì mình phải nói thẳng ra thì chúng nó mới sợ. Đây rồi. Ông Lạc đây rồi. Hả? Hơi cả gì mà giờ này mới đến hả? Thôi chết rồi. Này. Thế. Công trình lại mất trộm cái gì à? Hả? Không mất cái gì, nhưng mà này, ông là thợ cả, sao giờ này mới đến? Hả? Ba thông cảm cho cái xe của em cứ đi một đoạn nó tuột xích, nó không đi được nhanh này. Xe gì mà như cũ, vứt mẹ đi. À, từ giờ đến cuối tháng nhá, mà ông không làm xong công trình này nhá, đừng có lấy của tôi một xu. Ôi dề, vợ chồng ông chủ yên tâm. À, với cái công trình của nhà mình ấy, nhá, em đảm bảo 15 ngày nữa là xong thô luôn. Này, đừng có bốc phét nhá. Khối lượng công việc thế này làm sao 15 ngày xong xong cái củ ấy. Củ gì thì cứ nói thẳng toẹt ra, cứ củ nghe ức chế không chịu được. Chửi thì chửi thẳng chúng nó mới sợ. Củ Lạc chứ củ gì nữa. Cái thói đời thì chồng đang chửi cứ nhảy vào mồm người ta, mất hết cái hiệu quả. Thôi chết rồi, đến giờ đi họp rồi. Thôi, ông chỉ đạo anh em làm tiếp đi nhá. Mấy thằng thợ kia, sao cứ trông mắt lách như thế hả? Đi làm đi. Thôi đi làm đi anh em, đi làm đi. Ông chủ khoa học của Trang chửi hay hết rồi. Ông chủ chửi tiếp đi anh em, tranh thủ nghỉ tí. Cái thằng này làm ăn thì như củ ấy mà lại cứ hay cãi chủ. Ê, củ lạc ngay. Dạ. Tôi đề nghị ông là sa thải cậu này ngay tại đây, ngay thời điểm này. Mà đi ra. Đi. Dạ, báo cáo ông chủ là ghê. Thợ thuyền đây ấy, đuổi thằng nào em cũng đuổi được trong vòng đúng một phút vô thôi. Thế nhưng riêng thằng này nó là con chủ tịch gửi gắm cho em. Thế cho nên là đấy, nếu mà bây giờ sa thải thằng này phức tạp lắm. Con chủ tịch thật à? Vâng, con chủ tịch. Tên là gì? À, nó tên là thằng Oách. Oách à? Oách ơi. Lại chú bảo này. Lại đây. Chú ơi, chú không biết em. Làm đi thuốc nhỉ. Hút cái này hại phổi lắm. Người lính có xì gà cho xin điếu. Xì gà à? Ừ. Có. Anh để ở xe nhá, chờ anh lấy nhá. Em đi. Chờ anh tí nhá. Sao bố Cubin cứ phải nhún nhường cái thằng thợ hồ thế? À, nó là con ông chủ tịch đấy. Ông ấy gửi lão Lạc đến đây ấy, là để cho lao động trải nghiệm. Bây giờ mình mà to tiếng với nó thì bố nó o ép cho con mà xây đằng rời. Em hiểu không? Thôi, mẹ nó vào lấy cho bố cái điếu xì gà nhé. Ê, cô Anh ơi. Ê, anh ở đây này. Ra anh nhờ tí. Lại chửi tiếp à? Thôi chị bảo, chị bồi dưỡng mấy đồng. Chưa mấy anh em mua bia uống với nhau. Mai em sẽ không phải làm gì hết, chỉ đứng quản lý đội thợ là chính thôi. Ôi, chị cứ cẩn thận quá. Không xì gà Đây, xì gà của Oách đây. Điếu này hơi bị Oách đấy, để phần Oách thôi. Oách nhỉ? Xin nhá. Mày bố thì chửi chúng nó, lại thằng Minh hứa rồi. Lại có cái bao xi măng của ở dưới này thế này hả? À, thằng nào ăn cắp con xi măng trôn ở dưới này hả? À? Dạ, thằng Minh Bình nó nhờ con cất hộ về lát cái chuồng gà. Tao biết ngay mà. Mày gọi ngay thằng Minh Bình vào đây, nhanh. Minh Bình ơi! Cái gì đấy? Rồi, lộ rồi. Cái gì đây? Dạ, bố con bảo xin mấy sẻng xi về lát lặn nốt cái chuồng gà. Xin mấy sẻng xi mà mày chơi cả bao mà mày cất kỹ thế này à? Hả? Hai thằng ngồi đi. Vâng. Đại ca, khoe với vợ chồng nhà chủ là con chủ tịch à? Thì tao phải kê mày là con nhà chủ tịch.
không thì thằng chủ hôm nay nó chửi cho chúng mày vắt nóc lên, nó cho chúng mày ăn củ đến trưa. Đại ca đúng là bạc già. Mà đại ca ơi, này có lộc đấy. Tao biết rồi. Con sao kê cho anh em nhá. Sao kê cái tên thư mày, đi đánh vừa anh nhanh. Nhanh. Nào, hai thằng bê bao xin lên. Đây nhá. Tao bắt quả tang được hai thằng chúng mày nhá, ăn cắp vật liệu của công trình nhá. Tao là biên bản luôn và tao tuyên bố tháng này hai thằng này không có lương. Đừng có đùa. Đúng là giờ cao su. Chẳng bao su hả? Nhìn mấy chiếc. Mấy chiếc. Này. Này. Sao bác lại ném cháu ạ? À? Ông gọi kẹo cao su. Tôi hỏi ông là lấy mấy chiếc để tôi đưa cho. Ông khinh người. Nhưng mà cháu không gọi kẹo cao su đâu. Cháu đang bảo bạn cháu giờ cao su ạ. À. Ôi thôi chết. Tôi có tuổi. Tài nghênh ngang. Thông cảm nhé. Anh này. Hình như đằng ấy không phải người ở đây nhỉ? Vâng. Cháu bên kép ạ. Đang đợi cô bạn cháu có tí việc ạ. Thế là đang cùng các con nhà nào bên này hả? Tên là gì? Con cá nhà nào? Dạ, bạn cháu tên là Liên, con bác Lạc ạ. Liên Lạc á? Úi giời, đúng là mắt chó đốm chân huyệt nè. Liên nhà Lạc ấy là tương nhất cái xóm này. Ê, biết nhà chứ, tôi chỉ cho. Dạ, cháu cảm ơn, cháu biết rồi ạ. Gì lại phép thế? Biết rồi, đếch nhắm vào cái ngồi gì ở đây. Này, định hẹn hò rủ nhau đi bờ bụi chim chuột à? Tao bảo nhé, nhìn cái bản mặt mày ấy, không bậu nhà đấy được đâu. Dạ, sao bác lại nói thế ạ? Nhìn ông mẹ về trên răng dưới giày rách, lại đi con cổ cộ được mà lát như tương bẩn thế kia. Tôi nói thật này, con cổ cộ này mà bay đến cổng nhà thằng Lạc nhá, thằng Lạc nó không tặng ông mấy cái bản xoa như là lạ. Thật đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng cháu vẫn đến suốt có sao đâu ạ? Mẹ đến với từ cái thờ nó cắp nói làm đếch đi. Hôm nào thằng Lạc nó nghỉ không đi xây, ông thử bởi cái con này đến cổng nhà nó xem. Mẹ nó không cầm gậy nó đuổi cho chạy như chó tuột xích. Thật đấy. Thôi được rồi, bác cho cháu gửi tiền ạ. Cháu lấy thêm hai chai rốc kia. Hai chai nào? Dạ hai chai này ạ. Eo mẹ, người yêu mà lại không biết nó thích vị gì. Đây này, con Điên nhà Lạc chuyên uống loại chanh đào xả này. Này. Thôi rồi, cháu trả tiền hết bao tiền ạ? 50. Cháu gửi. Eo mẹ, rất đúng tơi vậy. Điên Lạc. Úi giời. Đạp sai chân chưa? Này. Đầu làng có con Mỹ béo đi buôn bán đồng nát đấy. Xách cái con cổ cội ra bảo sao kê cho. Kiểu gì chỉ được 5 lít. Anh ơi, xe không nổ được à? Hay là vào quán nước ngồi một tí? Thôi, đi chỗ khác ngồi đi. Ngồi đây ông chủ quán khó chịu lắm. Chắc là xe hết điện rồi. Em ngồi lên, anh đuổi nhá. Úi giời. Mẹ vớ con Nhiên nhà Lạc. Sớm muộn thì chỉ hoang thôi. Có thằng nào hút gì gà không? Ra tao cho bắn tốp. Ô, cái thằng ôn oách này. Hả? Tao bảo mày đi đánh cho tao cái cối nữa. Để tao phủ cái cột đằng kia, không nhìn nó phản cảm lắm. Còn đếch chi đâu mà đánh. Hết chi à? Hết chi rồi. Thế thôi, này, thế tí nên mày đi lấy mấy cái bao xi măng này nhá. Bao xi măng hết thì mày đậy vào cho tao nhá. Vâng. Cũng để nó lòi toàn tre trong kinh nhá. Đại ca có ăn được món này không? Để con vứt đi. Xì gà đấy. Mùi tanh ngóe mà hôi thế nhỉ. Dậy cái này thì không hút được, như thuốc lào, hút thuốc lào còn hơn. Ê, đại ca, đừng vứt đi. Sao mày bảo vứt đi? Vứt vào đây, thi thoảng đến chỗ đông người, lôi ra dọa ma tí cho nó oai. Buông. Nắng đỉnh đầu nhỉ? Đại ca với con ra kia làm cốc bia lọc.
Thế thôi đấy, để tao gọi chúng nó luôn. Ê, thôi. Hai chúng mình cho bọn mõm đông kia bọn nó uống bia uống rượu vào. Chiều ai làm cho đại ca. Nhỉ. Thế mà mày cũng khỏe loạn nên là sáng là có lộc. Thế thì sáng con mụ chủ nó cho mày bao tiền? Hai củ. Đâu đưa ra xem nào. Đấy, hai củ. Thế đây, lộc bất tận hưởng. Ê, đây tôi sao kê cho ông 20. Hai chục. Ôi, còn mơ gột. Thôi ông mời đi, ông rủ đi uống bia, đi thôi, có chút gì đó. 20 này uống hơi làm gì uống được bia. 20 này mua được gói lạc. Ừ, thì bây giờ tôi bao bia, ông bao lạc, thế được chưa? Đi thôi. Hôm nay có lộc, nghỉ tay bia ơi, chị em ơi. Ôi, cái thật tính này. Dừng, mày bây giờ mày gọi cái bọn móm nhôm đi thì chiều ai làm cho tao? Lại hoan à? Lại hoan đấy chị em ơi. Đi,